giải cứu một phụ nữ nghi ngáo đá, khỏa thân trên cột điện. Các ngành chức năng đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và giải cứu người phụ nữ nghi ngáo đá. Công an thị xã Lai Cạnh, tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh Tiền Giang đã giải cứu thành công một người phụ nữ nghi có biểu hiện ngáo đá, rồi trèo lên cột điện, rồi nhảy xuống gây chú ý của người đi đường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Huỳnh Thị Thúy Đê, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang, đến quán cà phê nằm ở quốc lộ 1 thuộc thị xã Cai Lậy để uống nước. Sau khi tính tiền, bà Đê la lớn tiếng, quậy phá rồi trèo lên mái nhà của quán cà phê để nhảy múa. Sau đó, bà Đê trèo lên cột điện cao thế và cởi bỏ hết quần áo, tiếp tục nhảy múa. Các ngành chức năng đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và giải cứu. Sau hơn 2 giờ thuyết phục và động viên, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải cứu an toàn, đưa bà Đê xuống mặt đất. Xử phạt hàng loạt điểm kinh doanh cầm đồ F88. Qua công tác kiểm tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện nhiều điểm kinh doanh cầm đồ F88 đã lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ, nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố. Tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính nhiều điểm kinh doanh tài chính của công ty cổ phần kinh doanh F88 tại tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, hàng loạt các điểm kinh doanh cầm đồ F88 ở số 04-342 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, số 07-195 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, số 01-349 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, số 10-02 Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã bị Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra hành chính. Qua công tác kiểm tra, Công an phát hiện nhiều điểm kinh doanh trên của F88 vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh, có điều kiện về an ninh trật tự. Theo đó, trong quá trình hoạt động về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh của những điểm trên không đầy đủ, nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản. Sau khi có báo cáo của Công an thành phố Thanh Hóa, căn cứ vào hành vi vi phạm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt mức tiền từ 15 đến 18 triệu đồng đối với các điểm kinh doanh trên. Được biết, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, F88 có nhiều điểm kinh doanh do nhiều cá nhân phụ trách và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký điểm kinh doanh. Ngoài cung cấp các dịch vụ cầm đồ, F88 cũng đang triển khai một số dịch vụ khác